欢迎继续收听你的月亮我的心，欢迎继续收Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mùng 4 Tết, gia đình Phúc Khang làm cái món nướng cuốn bánh tráng và lẩu Thái nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang làm video để làm các món ăn cho gia đình cũng như là các con và cháu Phúc Khang dùng ngày mùng 4 Tết. Món thịt nướng, cuốn bánh tráng với bún và món lẩu Thái, mời cô chú anh chị và các bạn xem cũng như thưởng thức với gia đình Phúc Khang. Nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Tí qua tím hả? Sao chạy qua chờ lại vậy? Tới hấp tiền. Chá ta. Bánh chá không có bánh chá xuống không? Ủa bánh chá này sắp xuống rồi mà. Kìa, hộ này cũng đổ luôn á mà. Anh nhà bắt con. Dạ không có nước gì đâu. Con ăn đi. Ăn không có một uống. Cần ấy nước không? Bánh chá dẻo. Hỏi ha. Cái này dẻo rồi. Chén ba rồi kìa. Đây hai chén luôn đi. Ngủ hả? Múc như bỏ rồng ngon ha. Cuốn gì vậy? Khỏe. Cuốn gì các bạn? Nghe, thịt nướng. Cuốn gì vậy? Cuốn gì vậy? Cô cố mấy cố rồi chưa? Đang đi thả thú hả? Thả thú hả? Mắc thú hả vậy? Sợ thú hay là xả thú? Xả thú, sợ thú. Sợ thú, chính xác, đó là chính xác đó. Cũng ăn cái gì đó, cũng ăn à. Ăn hết đó, nó không bỏ nào nữa. Cái mới nhân cổ trời nó cứng quá à. Mớ rồi. Sao mà gần nhúng nước? Này những nước phải uống hai cái. Ăn rồi gom. Gom nó đậm, thôi có gom nha. Gom đậm có.
Nè, đúng rồi. Ngon em. Video của Phúc Khang đến đây cũng khá là dài, chờ cái món lẩu lên là cũng dài lắm cô chú anh chị và các bạn, cho nên cho phép Phúc Khang xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Có cái gì cái định cái nắp nào đó nó chàng xuống.